nước hoa nó một cái gì đó mà mình không cầm được, không nắm được, không thấy được, không sờ được. Cho nên là khi mà mình ngửi một cái mùi hương nào đó thì mỗi một người nó sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Đó là lý do mà về cái độ lưu hương hay là có một vài tính chất khi mà mình sử dụng nước hoa nó rất là gây tranh cãi, bởi vì chuyện này nó thật sự nó cũng nhạy cảm. Chào cả nhà yêu mùi hương của Missy Perfume. Ngày hôm nay, sau khi mà Vi đã nghe khá là nhiều anh chị chia sẻ về cái vấn đề trong nước hoa khi mà mình sử dụng, hay là một số khách hàng của Missy và một số bạn nhân viên cũng chia sẻ là khi mà mình sử dụng một vài chai nước hoa nó có khá là nhiều vấn đề để mình tranh cãi, hoặc là nó không có được rõ ràng. Tại vì nước hoa thì thực tế nó cũng chỉ là một cái mùi thôi, mà cái mùi á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi não và những cái ký ức ở trong đầu của mỗi một người. Thì mỗi một người nó sẽ có một cái sự liên tưởng đều khác nhau hết. Đó là lý do mà khi mà mình ngửi một cái mùi hương, có thể người này khen, có người này chê cùng một cái mùi hương đó, có người thấy nó rất là đẳng cấp nhưng có người thì chẳng thấy nó có cái gì hay cả. Thì cho nên là ngày hôm nay Vi muốn tập hợp lại một số những cái vấn đề gây tranh cãi trong nước hoa. Đầu tiên ha, cái vụ mà nước hoa Le Labo Nodal 13 nó quá nổi tiếng rồi. Thật sự là rất nhiều lý do để em này nó trở thành một cái chai nước hoa thị phi, bởi vì cái mùi hương của nó có thể là một cái mùi hương rất là thơm, được rất rất nhiều người khen, nhưng mà nó cũng có thể là một cái mùi hương bị chê rất là thảm, có thể trở thành một cái mùi xe, mùi gây mất ói, nó đến mức đó luôn. Cho nên là cũng có nhiều anh chị thì khi mà mình bỏ một cái số tiền, tại vì bản thân Le Labo bản đâu đó giá cũng khoảng 5 triệu mấy, 6 triệu rồi, nhưng mà cái Le Labo Nodal 13 nó còn mắc hơn nữa. Cho nên là mọi người khi mà bỏ một cái số tiền như thế mà mình nhận về một cái chai không ưng ý thì mọi người cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề, và đa số mọi người sẽ dễ dàng nghĩ là mình mua phải nhầm một cái chai hàng giả. Cho nên trong video này thì Vi sẽ liệt kê ra một số những cái ý kiến mà mọi người nói về Le Labo Nodal 13, và cho dù nó là hàng chính hãng, hàng thật đi chăng nữa thì nó vẫn có thể khả năng nó xảy ra đến với bạn. Đầu tiên thì Le Labo Nodal 13 có cái xúc tác với da rất là tốt. Có nghĩa là khi mà nó xịt lên da mình á, thì nó sẽ ra một cái mùi hương khác. Nó lên da của người khác, nó ra một cái mùi hương khác. Bởi vì cái mùi hương này ở bên trong nó có rất nhiều những cái hợp chất, như là xả hương này hay là isoe super. Nó là những cái hợp chất nó xúc tác tốt với da, với cái mùi cơ thể của mình. Đó là lý do mà bạn mỗi một lần bạn ngửi vào nó đều sẽ khác. Thậm chí là cái mùi hương cùng trên da của bạn nhưng bạn ngửi nó khác, mà người khác ngửi lại cảm thấy nó khác. Cho nên là cái mùi hương của Le Labo Nodal 13 nó có thể bị khen, bị chê rất là nhiều, nhưng mà tóm lại nó là một cái mùi hương rất là trong và nó thoảng thoảng. Tại sao người ta lại gọi nó là mùi da thịt? Là bởi vì nó có cảm giác giống như là một cái mùi nó không có rõ ràng, nó gợi cảm, bởi vì cái tông mùi hương của xả hương vốn dĩ là một cái mùi hương gợi cảm. Và một cái góc độ khác là Le Labo Nodal 13 có kết hợp với một số cái hợp chất, ví dụ như là Cetalox này hay là isoe super này, thì nó cũng sẽ góp phần đóng góp với lại những cái tông xả hương như là xả hương thực vật và hợp chất xả hương, thì nó tạo nên cái mùi gần giống như là long diên hương. Bởi vì long diên hương cũng là một cái dạng mùi hương được rất nhiều người ưa chuộng, nó có thể tạo nên cái sự bám lâu, độ lưu hương tốt cho chai nước hoa, và đồng thời nó cũng tạo nên cái tính chất là lúc có lúc không. Đó là lý do mà bạn sẽ thấy là Le Labo Nodal 13 có một cái tông mùi nó hơi nó thoảng thoảng á, nó kiểu như là có thể là lúc này bạn xịt ra thì bạn sẽ thấy cái mùi hương nó rất là rõ ràng. Có khả năng vào lúc này bạn ngửi thấy rất rõ ràng, nhưng mà sau khi mà bạn sử dụng thì đâu đó chừng 10 phút, 20 phút sau đó thì bạn cố ngửi nó luôn, bạn cũng không thể nào ngửi thấy. Thậm chí là mình đưa tay lên ngửi, mình cũng sẽ không ngửi thấy, bởi vì cái tính chất của mùi hương này nó còn dễ lờn mùi hơn rất nhiều những cái chai nước hoa khác. Và thậm chí là nhà Missy cũng bán rất là nhiều chai nước hoa Le Labo Nodal 13 rồi. Thậm chí là em này nó còn nằm trong top những cái chai nước hoa best seller của 2023 nữa. Cho nên là Vi khẳng định là nhà Missy bán hàng rất là nhiều, nhận được rất là nhiều comment của mọi người, rất là nhiều chia sẻ của mọi người. Cho nên là Vi mới làm cái video này lên chỉ để chia sẻ với mọi người rằng khi mà mọi người sử dụng Le Labo Nodal 13 thì mình nên hiểu cái chai nước hoa này, tính chất của cái mùi hương này, để khi mà mình sử dụng mình biết là nó có thể xảy ra những cái vấn đề gì, và để mình biết được cái chai của nước hoa của mình nó có phải là chai nước hoa giả hay không. Đặc biệt mà câu mà Vi nghe nhiều nhất là mọi người nói nó mùi cồn, và đa số thì mọi người sẽ nghĩ mùi cồn là mùi của nước hoa giả. Nhưng mà Vi khẳng định nha, Vi đã thử đâu đó chắc cũng 200-300 chai nước hoa giả rồi, cho nên là Vi khẳng định là cái mùi nước hoa giả thực sự nó vẫn có mùi, nó
không phải mùi cồn giống như thế, mà mùi nước hoa giả nó là mùi của hợp chất. Nó chỉ như thế thôi, chứ thật sự là ở trong nước hoa vốn dĩ cơ bản nó cũng có cồn. Và một cái góc độ khác nói về cái chuyện mà hoàn toàn không có mùi của Lelabo nào đời 13, bởi vì từng có một cái cặp khách vào, anh đó thì ảnh muốn bồ mình mua cái chai này, có nghĩa là ảnh muốn mua cái chai này tặng cho bồ mình, nhưng mà chị đó thì nói là xịt ra chẳng thấy có mùi gì hết, em đâu có thấy mùi gì đâu mà kêu em hỏi em thơm hay không thơm đó. Thì nó cũng cùng một lúc cùng xịt ra đó, và bản thân Vi với lại các anh đó đều ngửi thấy Lelabo Anode 13 rất là rõ, nhưng mà bản thân chị đó thì không. Thì nó sẽ được diễn giải bởi vì cái mùi hương này nó làm theo cái mùi, nó gợi tạo lại cái mùi da thịt gợi cảm của con gái sau khi tắm, và mùi hương nó tạo ra cảm nhận trong lòng của mình qua cái việc là nó liên tưởng đến một cái mùi hương nào đó trong quá khứ mà mình đã từng ngửi thấy, cho nên là cái mùi hương nó là thứ nó khá là nhạy cảm. Thì cái Vi muốn nói ở trong video này đó là cái Lelabo Anode 13 nó rất là nhiều tranh cãi, cho nên nếu như mà bạn thử vào một cái chai Lelabo Anode 13 mà bạn thấy nó không có mùi gì hết hoặc là nó toàn mùi cồn thì khoan hãy kết luận nó có phải hàng chính hãng hay không. Mà Vi nghĩ là mọi người có thể thêm một cái bước nữa là đi test nó, có thể là ở trung tâm thương mại hoặc là tìm một cái người mà đã từng dùng Lelabo Anode 13 để các bạn có thể so sánh được kỹ hơn về cái mùi hương hoặc là cái chai mà mình mới vừa mua ha. Vấn đề thứ hai rất rất là gây tranh cãi, không hề kém cạnh với Lelabo Anode 13, bởi vì Lelabo thì nó chỉ mới tầm khoảng 2 năm gần đây thôi, nhưng mà cái vấn đề của Chanel thì nó đã tồn tại từ rất là nhiều năm rồi, và hầu như là dân bán nước hoa nào cũng sẽ thấy rất là mệt mỏi. Chuyện mà hãng reform mùi hương, đổi công thức nó là chuyện rất là bình thường. Thì cái này Vi nghĩ là Vi cũng từng nói rất là nhiều trong nhiều video. Và khi mà mọi người sử dụng nước hoa lâu dài, mọi người sử dụng đâu đó trên 5 năm, 6 năm, mọi người thường mọi người sẽ biết đến cái từ reform là cái vấn đề đổi công thức ở trong nước hoa. Và cái Chanel Vi khẳng định là đúng chất nó có đổi công thức nha. Nó có đổi bởi vì ngày xưa cách đây khoảng chắc cũng khoảng 4 năm thì cái mùi hương của Chanel nó rất là rõ ràng. Nó rõ ràng tới mức mà Vi ở trong phòng của Vi, mẹ Vi ở ngoài phòng khách, và mẹ chỉ cần xịt một cái ra thôi là Vi biết mẹ Vi vừa dùng nước hoa liền. Mặc dù lúc đó Vi cũng không biết là mẹ Vi dùng nước hoa gì, bởi vì Vi chưa có chạm được nhiều đến và Vi cũng không có phân biệt được mùi. Nhưng mà và lúc đó Vi vẫn nhận ra được đó là mùi nước hoa mẹ Vi sử dụng. Còn ở hiện tại Chanel nó đã có cái mùi hương nó dễ chịu hơn. Có thể nói là em này nó đã ra mắt đâu đó hơn chục năm rồi, cho nên là khi mà mọi người thấy là cái xu hướng á, nó mỗi một năm nó đều sẽ khác đi hết, chứ đừng nói gì là 10 năm. Cho nên là hãng người ta bắt buộc người ta phải đổi công thức để nó theo được những cái xu hướng mới. Thì ví dụ trong cái tiềm thức của Vi là những cái chai nước hoa mà ngày xưa mẹ Vi dùng á, Vi cảm thấy nó rất là nồng, bởi vì nó rất là mạnh, nó quá rõ ràng, và nó làm cho Vi cảm thấy là mình bước một bước thôi là cả thế giới đều biết được là trên người mình có mùi gì. Nhưng mà cái xu hướng của người trẻ về những cái bạn sau này thì các bạn sẽ muốn là mình đi những cái nơi công cộng, mình đi những cái nơi mà nó đông người hơn thì mình sẽ sử dụng những cái mùi hương nó có độ tỏa vừa phải hơn, hay là cái mùi hương nó dễ chịu hơn. Bởi vì sau này cái xu hướng hoặc là cái sở thích của mọi người nó dần dần nó sẽ khác đi, và càng về sau thì Vi lại càng thấy mọi người thích những cái mùi hương nó tự nhiên, nó dễ chịu nhiều hơn. Đó là lý do mà bạn sẽ thấy là nước hoa hãng nó đổi công thức là một cái chuyện rất là bình thường. Và đối với Chanel thì Vi cũng khẳng định là chắc đâu đó khoảng vài năm là hãng đều sẽ đổi công thức một lần. Thứ nhất là để nó theo được cái xu hướng, cho nên là có khả năng nếu như mà bạn dùng một cái chai này hoặc một cái bản này mà bạn dùng nhiều năm liền thì tới một cái lúc nào đó bạn muốn tìm lại cái mùi cũ là chuyện không thể, mà nó sẽ bắt buộc phải theo cái vấn đề của hãng là họ đã đổi rồi. Một là mình có thể mua theo một cái mùi hương mới được reform, hai là mình đổi luôn cái mùi hương mới. Và cái thứ hai thì nó không phải vấn đề về mùi, mà đó là vấn đề độ lưu hương. Xuôi theo cái mùi hương nhẹ nhàng về xu hướng sau này thì chắc chắn là cái mùi hương nó cũng sẽ không thể nào mà nó lưu được lâu như ngày xưa nữa. Thì bạn biết là trong nước hoa cứ mùi nó đậm thì đa số hầu như 90% thì nó đều sẽ lưu hương tốt hơn những cái mùi nhẹ nhàng. Và những cái bản Chanel về sau này thì Vi không có thể nào dám khẳng định như ngày trước là nó lưu 8 đến 12 tiếng nữa, mà bây giờ chắc là nó sẽ dao động trong khoảng chừng 6 đến 8 tiếng thôi. Và những cái tiếng khoảng thứ 7, thứ 8 thì có lẽ là nó sẽ đa số là nó mùi nền nhiều hơn, và nó chỉ thoang thoảng, nó nhẹ nhàng, mình đưa tay lên mũi thì mình ngửi thấy thôi. Cho nên là nếu mà mình có mua những cái chai nước hoa Chanel hoặc là mình đã sử dụng Chanel rất là lâu rồi thì Vi nghĩ là mọi người cũng sẽ nên cập nhật những cái thông tin này để khi mà mình mua mình có những cái hiểu biết nó đúng hơn về nước hoa mà mình sử dụng ha. Trong video này Vi chỉ đề cập đến hai cái vấn đề này thôi, bởi vì hai cái vấn đề này là hai cái vấn đề mà Vi thấy mọi người nói nhiều nhất. Và
nếu như mà mọi người có những cái thông tin nào khác hoặc là có những cái vấn đề nào khác trong nước hoa, không phải là Lebo, cũng không phải là Chanel, thì mọi người cũng có thể comment ở bên dưới để chia sẻ thêm với Vi và mọi người ha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye.